Yo, hello nha, chào mừng nha, chào mừng bọn quay trở lại với channel mình là Từ Từ Đường Phố đây, rất mừng người nha. Chúc nhiên vui rất thoải mái và thư giãn xem clip của mình, các bạn thấy video của mình hay và đừng quên để lại mình like và share, anh em thấy đăng ký kênh, nhấn đăng ký phải mình chưa mọi người rất nhiều. Trước khi bắt đầu video này thì chúc nhiên buổi sáng vui vẻ ăn cơm miệng và xem video mình cách mệt nhất. Ngoài ra các bạn đã có bộ kiện chưa, nếu chưa ghé shop nhé, shop mình có để phần mô tả cũng như phần bình luận của video, anh em có ủng hộ các bạn nào, cảm ơn. Quay trở lại video hôm nay thì chúng ta lại đến với con nạc CU Ata. Đấy, con nạc top 1 hôm qua mình có review qua cháu rồng. Đây, hôm qua mình có review qua cháu rồng đó là Ati đi. Anh em Roy Dakti. Thì hôm qua sau khi review xong thì mình phát hiện ra một điều đó là con rồng này lại chính là cái con không biết là để nghĩ bên này nghĩ có không đó. Nếu có. Đây, đây các bạn. Đây, Mega anh em Adopti này các bạn. Đây là bộ xương của nó nhá các bạn nhá. Có một điều rất là đặc biệt có thể anh em không biết. Đây đây, để là mình mang ra do so sánh nha các bạn. Hôm qua sau khi mình nhập tên nó xong ấy thì mình mới phát hiện ra điều này anh em. Qua mình nhập tên mình bảo con này mình nhớ như mình đã từng nghe, mình từng thấy ở đâu rồi. Con lại bay à? Bay chứ. Không. Đây các bạn nhìn đây, đúng anh em chưa? Chỉ là một con là có da có thịt, còn con một con là bộ xương khô các bạn. Chúng ta cùng đi xem skin của cháu này thôi nhá. Nội tại không có gì đặc sắc, skin là một kỳ hệ nham này, một kỳ hệ thường, một kỳ hệ bay và một kỳ hệ thường. Nếu các bạn để skin ở hai con nó hoàn toàn gần như là giống nhau một khuôn các bạn. Đây anh em thấy đấy, là trừ cái nội tại ra nhá. Trừ cái nội tại ra. Đấy anh em nhìn kỹ vào, trừ cái nội tại ra hai con như một luôn ạ. Cái điều này điều đặc biệt hôm qua mình mới phát hiện ra. Đấy, hôm nay ở đầu video mình giới thiệu cho anh em xem qua. Còn đâu, hai con này thì chắc chắn là một con trên trời, một con dưới đất là không phải nói rồi anh em. Con thì mạnh thôi rồi. Con này chỉ bay ở trên trời được này, còn đâu, con này bay dưới đất vì nó là bộ xương khô bị chôn dưới đất mà. Đấy nhưng mà con dưới đất này mạnh hơn con trên trời nha các bạn nhá. Nhìn cái cánh nó điêu nhỉ, cánh con này nhỏ thế này mà thế nào chết lại ra bộ xương lại, cái cánh nó lại dài thế nhỉ, nó nối thêm mà chắc đi ăn cướp nó thêm anh em, cái đuôi như thế này đây, đuôi à, đuôi đúng rồi, đuôi thì đúng rồi anh em. Ô hóa ra cái đầu nhọn này nguyên bộ xương luôn đấy. Đấy nhìn này anh em, nhìn này nọc xương này, đây là khi còn thịt, đây là sau khi bị nọc xương, cái đầu nó cũng to hơn bình thường nhá. Hay đây là con đực, đây là con cái thì không biết. Đó, bỏ qua vấn đề đấy đi, hôm nay thì chúng ta sẽ đi review cháu PRM Dienga bá chủ anh em. Bữa giờ toàn được xem nó chưa test. Ui, hôm nay mới có hàng để test anh em. Phê đấy nhỉ. Nghĩ thôi là đã thấy phê rồi các bạn. Chúng nó có một cái nội tại riêng, xem cái nội tại cho nó nào. Sát thương phải chịu từ hệ yêu giảm 40%, lúc mỗi hiệp bắt đầu có 50 tỷ lệ tăng 40 tỷ lệ trúng. Ui, cho ra một hiệp anh em, xịn xò cái nội tại nhỉ. Ở đây thì mình tính để đi bộ đôi Latios, nhưng mà từ từ đấy anh em. Ở đây thì mình sẽ bắt tram vài trận anh nhá. Nhưng qua đã nói mình sẽ đi bắt tram vài trận con nạc này. Và trên trang thì nó đi với bậc thầy ảo ảnh anh em và cháu Juju. Nên mình sẽ để đi đánh ở trang trước đã, test ở trang trước anh em, sau đó đi bắt đối bắt cặp sau. Bắt cặp thì để mình bia mà đến cả. Nghe bảo con này khỏe lắm, nó quất phát một nó bay màu à. Bữa mình test ở bên Anh, bên Việt ấy. Test ở bên Trung rồi anh em, nó chưa xem video để xem lại video cũ. Nó rất là khỏe luôn các bạn chứ đừng nói. Nó vá thôi khỏi nói luôn đi ạ. Nó không đánh thì các bạn còn sống, như nó đánh thì thôi chắc không còn. Thôi, bắt tram nó không được, thôi thì mình test ở ngoài luôn đi. Với tổng lực chiến lên đến 18 triệu anh em. Và cháu nó đứng đầu đang là 7 triệu ạ. Đấy. Thôi chúng ta không dài dòng ra trận đánh cho nhanh các bạn nha. 18 triệu ở đây có ai đánh không? Trời ơi. Muốn test thế này thì đánh vai các bạn. À đây, uầy đừng đùa. Đây 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 đây. 18 triệu, có 18 triệu để đánh ngay anh em. Có cả 20 triệu luôn kìa. Cái đùa server chứ không có ai với tổng lực chiến chủ là 40 triệu thì anh em trong server phải có người đánh được lại chứ. Khi nó có kêu nào bỏ qua. Uầy, bỏ qua và xóa hồn hộ vệ này. Có một kin thôi. À đây hai kin anh em, hai kin bỏ qua và xóa hồn hộ vệ. Tấn công được luôn đấy, có nghĩa là nó đánh được luôn anh em, bung lên. Tăng đam tăng crit lên. Dây ulti hệ rồng à. Nếu mà bạn nào chơi server này nếu mà biết ấy, nên để hệ rồng sẽ khả năng ăn cao hơn. Nếu mà bạn chủ học đây này nên để hệ rồng thì sẽ can cao hơn. Lý do thì đơn giản là nguyên tem này toàn rồng mà nó vá thì bay màu phát một à. Chu căng đét nhờ. Bung lên tiếp. Rồi trong quả này đến PRM điên. Ui căng đét anh em.
Ai chà, được đấy, để mình về luôn anh em. Nó thế đổi trận luôn. Đánh theo bộ đôi La Tết Atos không được thì mình sẽ đổi nhá. Chúng ta sẽ đổi sang bậc thầy ảo ánh. Bậc thầy ảo ánh. Hệ ác rồi. Và du rua lên. Đây. Vì mình thấy nghĩ để tem nhà nữa mình sẽ thử test tem lại lại tem này coi. Đánh lại tiếp bạn 18 triệu này anh em. Mới đi nhà thì nó búc nó khỏe hơn không, nhưng mà thấy anh nghĩ để như này mình cũng đẹp, thể để nhà để vào thử trận để xem nó búc gì cho nhau không. Chúng ta cùng xem một qua một số chỉ số sẽ biết ngay ạ. Giảm kiểu này sao búc này đây anh em. À tấn công đối thủ luôn à, vậy sử dụng cứu băng thôi. Cậu đến rồi. Ui, phát một anh em. Phát một nhân một nha. Chù, chù, chù. Thế này sao mà ăn lại được? Giờ thì đội bạn sao mà ăn lại được? Ui, nhưng đi theo tem này nghe khỏe đấy nhờ. Chù, đi theo tem này nghe khỏe kinh các bạn. Mà khỏe nhất vẫn là bậc thẻ ảo ảnh anh em. Chúng ta bậc thẻ ảo ảnh khỏe chứ không phải là do ấy. Bánh phê. Thế mình thấy anh sắp jam hơi lạ nên vào test thử xem team đánh ra sao, anh em hoạt động nguyên lý như thế nào. Đánh ván này thôi, ván sau mình gặp tem 20 triệu mình sẽ để chế độ auto cho nó dễ xem các bạn. Là cái kill này ghê nhất này. Kill này là tấn công quần thể luôn anh em, nó vẩy quần thể luôn á. Khỏe thật sự luôn ạ. Bay màu. Ai chà, hắn còn đứng được à? Thế thì xem ta đây. Ui. Bậc thầy ảo ảnh có khác anh em, đánh khác hẳn nhờ. Phê. Xem nó phê hẳn anh em. Ở đây có chúng ta có team một team 21 triệu và một team 27 triệu nữa. Chúng ta sẽ đánh team 21 triệu trước nên 27 triệu nhá. Ở tem này mình sẽ để cho độ auto luôn để xem đánh đấm ra sao. Đấy, liệu tem này có mạnh hay không, chứ mình thấy đi với bộ đô la test là test có vẻ như không 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 bằng được rồi. Vậy tập trung phá khiên luôn, hợp lý đấy. Ui, bay màu chay luôn ạ. À. Rồi lưu ra công ty không? Công ty được thì chắc hết cơ hội rồi. Đúng rồi, book lên. Đúng rồi, nãy mình quên không book này. Book nó tăng thêm chỉ số nữa mà. Quên này, không book anh em. 7 phát 1. Biết mà, nhìn là thấy biết rồi anh em. Nhìn là 7 phát 1 rồi. Chú cha, team 21 triệu mà cũng bị đánh bay màu như thường. Chứng tỏ tem này mạnh đi chứ. Đi kiểu kết hợp kiểu này thêm mạnh. Nó book tăng kìa. Đam anh em nhìn dưới chân là thấy nhá, nó búc khác người này. Ui 5 lần đam này, speed này, búc chỉ số lên thêm. Ui gắt nhờ. Ui bay màu phê, lại bảo không phê đi đấy, các bạn này bảo là không phê đi, bánh này bảo không phê đi. Giờ vố nhau với team 27 triệu coi, em này mới ăn được team 27 triệu nữa thôi đấy, không còn gì nói nữa các bạn. Tem yêu à, tem này tem yêu anh em, đau đầu rồi. Bên mình lại tem rồng, con rồng mới khổ chứ. Cái nó bay màu chó điên gà trước rồi, khả năng cao lắm. Búc lên. À điên gà cũng nhận được chỉ số búc của cháu du du nhá. Đảo lào. Rồi sang bay màu luôn. Giờ trông chờ hết vào bậc thầy ảo ảnh thôi anh em. Thành ra video này test điên ga mà cùng lại bậc thầy ảo ảnh được thể hiện là sao ta? Vô lý. Thiếu sức thuyết phục. Bật chế độ X2 lên cho nó đánh nhanh nha các bạn nhá. Không khả năng bay màu bên mình vẫn cao lắm. Nhìn là thấy rồi, con DNC này khỏe mà. Ui 1 triệu điểm grid anh em. Đấy bây giờ kích hoạt đến tận pro 4 rồi kìa. Pro trong mơ kích hoạt các kiểu này rồi sao mà ăn lại được. Nhìn là thấy rồi anh em. Phát 1 2 triệu dưới điểm điểm HP thì con nào chịu cho nổi. Quanh thốn cái đấy thôi chứ chịu sao được anh em. Sẽ là cái nội tại cho nó có bút hỗ trợ gì nhau không. Có này các bạn này. Thắng vào. Hợp lý. Thôi giờ mình lại vẫn test bộ đôi la test là cho một lần nữa anh em, đánh tem yếu hơn tí thôi. Cái mất công và test không được đánh nữa tội nó, đánh team 17 triệu thôi. Cho nó thể hiện tí các bạn.
chúng ta có tiện xem một cú ulti của cháu BRM Dienga này, một quả ulti mà được mang tiếng gọi là đỉnh điểm nhất của team anh em. Đấy, mình sẽ bật cháu này trước, hạ luôn đi, hạ luôn anh em, không dài dòng, đêm dài nắm mộng, nắm kẻ chờ trông. Rồi nó bút hy sinh luôn rồi, kệ. Nó bút hy sinh hay không thì cũng kệ anh em. Xong rồi này mình chuẩn xe ulti nó. Rồi, ulti dạng bá chủ luôn nha các bạn nha. Ulti dạng bá chủ luôn này. Bỏ qua và hút hết hiệu quả này. Ui. Đau nha, tính ra quả nó ulti là đau đấy. Chẳng qua là các bạn nhìn là biết rồi, hô nó bút hy sinh mà. Chứ không đảm bảo bay màu luôn. Úi giời ơi, thế thì tạm biệt đội bạn nhá. Vẫy tay xin chào ạ. Vẫy tay xin chào ạ. Xin chào ạ. Ồ, hắn còn hô sống được à? Gắt nhờ. Gắt nhờ. Hai con ATS là tao nào lên phi cho half phát thì đi luôn chứ sao sống được. Tiếp tục anh em đánh tiếp tem 17 triệu nữa nhá. Còn một tem nữa. Vậy tẹt luôn ạ. Đẹp luôn đi. À, anh em chuẩn bị thua đạo cụ chưa? Đấy, chuẩn bị tinh thần thua đạo cụ đến đâu rồi? Sẵn sàng tinh thần vui chơi thua đạo cụ chưa? Đây sẽ để cho đội auto này, bộ đôi dây này. Ui. Hợp lý này, đánh trận này mới hợp lý này các bạn này. Ui. Dây ulti đau đấy. Rồi ulti dạng bá chủ lên em. Đấy đúng rồi, hay quá. Ăn miếng trả miếng anh em. Rồi bên mình bay màu chưa à? Hay chà. Sao lại có thể thấy được, mọi chuyện giờ nó làm ở một diễn biến khác nha bạn ê. Bạn ê, win ngay ạ. À. Khỏe thật sự ạ. À. Ok, nói chung thì trải nghiệm vui vẻ tí thế thôi. Đó, video này kết thúc thôi nhá. Là một clip tiếp theo. Anh em có thắc mắc hoặc là có ý tưởng thì hãy comment dưới video để mình biết nhá. Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp một clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.